Picante, Picante. Bê 200 túi gạo này lên xe nha. Anh chị ơi, tôi sẽ phát 1.000 ký gạo. Để cái phước mình để tăng lên á. Bồ Tát tái sinh xuống á là tụi con không bao giờ biết Bồ Tát. Dạ. Nếu biết Bồ Tát thì hiện là Bồ Tát không còn nữa. Cái này là bé cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác thôi. Thì để cho cái tuổi thơ của bé nó sống bình thường đi tụi con. Hello các bạn trên kênh Độc Lạc Bình Dương. Hôm nay là rằm nên là Phú xin tiền vợ đi phát gạo nhằm hưởng ứng cái gợi ý là phát 1.000 ký gạo của Tường Lam hôm trước. Đây, dịp này có song sinh thiên thần từ dưới Sóc Trăng lên thăm Phú nên là dẫn mấy bé đi phát gạo luôn, khơi gợi lòng hướng thiện của các bé. Rồi bây giờ các con vô đây nha, phân gạo của ba Phú rồi mình đi phát nha. Đừng có dừng đũa gạo. Trời ơi. Ở đây mấy bạn vô đây phân gạo giùm anh luôn với. À, đó, Phú thích làm cái đó. Cái đó để tí lát em làm luôn. Rồi. Để tí anh sắp cho hàng nữa. À rồi. Đó, thấy đẹp không? Dịp này thì Phú sẽ phát 1.000 ký gạo cho bà con sống ở một ngôi chùa cách cái chỗ của Phú khoảng 20 cây số. Rồi Tâm Tâm vô đây ba bày cho xúc gạo nè. Đây xúc ra, xúc. Vô đây xúc. Con vô cầm tay coi. Đây từ từ để cho nó đẹp coi. Từ từ. Con qua đây đứng đi. Rồi. Tâm Tâm ngồi đây. Coi thử nha, đúng đăng ký là kia giờ ba Phú dừng. Đây từ từ. Chi vậy? Không phải ngồi đây đâu. Con ngồi xuống đây. Rồi. Con xúc. Rồi bây giờ để Tâm Tâm chị xúc trước rồi con xúc sau nha. Ok. À con Tâm chị hả? Dạ để Tâm em xúc trước nha. Trời ơi, nhiều quá trời luôn. Rồi Tâm em xúc 5 kg đi. Tâm em mới Tâm chị không? Rồi Tâm em xúc 5 kg. Rồi Tâm chị hứng đây cầm bao hứng. Rồi. Rồi giỏi quá. Ô giỏi quá. Rồi. Chưa được nửa lạng. À. Nè con đứng đây. Rồi xúc đi. Rồi. Nhiều nhất thế giới luôn nha. Rồi. Rồi cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Rồi giỏi. Rồi giỏi. Tiếp tục. Dành cho những bạn nào chưa biết về Tâm Tâm thì Tâm Tâm là con của Rồng Búa Mây. Hồi xưa là khi mà Rồng Búa Mây còn làm công nhân ở Bình Dương thì do một cái cơ duyên trời định nên là Rồng Búa Mây là gặp được ba Phú. Thôi cái cảnh này cắt nha. Hồi xưa khi mà Rồng Búa Mây mà làm công nhân ở Bình Dương thì tình cờ gặp ba Phú nên là ba Phú nhận Tâm Tâm làm con nuôi luôn. Rồi sau đó là ba Phú đào tạo làm YouTube nên hai bạn này về với Bạc Liêu trở thành đại gia YouTube dưới đó. Bây giờ quay lại Bình Dương là báo hiếu. Rồi. Rồi. Tâm để đây đó. Rồi. Rồi được rồi đó. Bây giờ Tâm ngưng lại xíu nha. Hả? Để ngưng xíu, ngược xíu. Để ba Phú làm cho nó nhanh. Rồi xong hai đứa con căng nha. Rồi con thử được 5 kg chưa? Được 5 kg chưa? Được rồi. Có đi học lớp lá chưa mà biết. Học lớp mấy rồi? Học lớp 1. Chơi 1 phải không? Chơi 1 có chưa biết 5 kg đâu. Nhanh để dạy chậm gì vậy? Dạy mà chậm gì? Không có cần quý tâm.
Nè nè con coi thử 5kg chưa? Nhìn đây nè, hỏi đủ 5kg chưa? Dạ rồi. Dạ rồi hả? Dạ. Ồ, chính xác quá ta, vỗ tay. Rồi bây giờ đem ra một kia đi, hai đứa bê ra một kia cho chú. Chị ơi. Nha. Rồi rồi rồi, đưa bạn, đưa bạn, đưa bạn. Ta giới thiệu với các bạn là công ty Phú có rất là nhiều Phật tử nha. Đây là Cũng Tiến hả? Dạ. Đây là Cũng Minh. Hai bạn này tu ở Ninh Thuận mới vô. Đây kia Cũng Luôn. Bạn này tu ở trên một cái chùa ở Bình Phước mới xuống này. Nút này dưới tay đó. À, rồi. Đâu nút đâu? Đấy, nút đây. Đây à, à, à. Nhưng mà cái tay này chúng mình giữ đây. À giữ đây à? Rồi, rồi bơm. Qua 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 tiếp. Rồi 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 rồi. Hay quá ta. Không được đẹp thôi, không được đẹp thôi. Nâng nó cao cao lên mặt. Rồi rồi. Giải được không? Ngon lành mà. Thôi, rồi rồi, thôi, ok ok. Rồi bây giờ hai đứa bê 200 túi gạo này lên xe nha. Lên xe Độc Lạ Bình Dương á nha. Rồi đi phát nha, chịu không? Rồi này bê lên. Bê nữa không? Bê lên xe kia kìa. Rồi bê 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 đây bê đây đi đây đi đây đi đây đi đây ý già đi đường này nè mai mai giúp cho nó đi rồng nó mới tiêu rồi ta quá trời bà này mới mạnh kia không đó đó chuyển qua. Rồi, đưa cho bà Phú, đưa bà Phú. Rồi. Này đưa Tâm Tâm nè. Đứng thành dây chuyền, đứng thành dây chuyền á, chuyển cho nhanh. Yến đâu? Lon đâu? Yến Lon. Đứng thành dây chuyền chuyển vô quay cho nó đẹp coi. Đó chưa? Đây dây chuyền phất gạo của Độc Lạ Bình Dương các bạn ha. Người tí hôn cũng có mà người trắng xóa cũng có. Giỏi quá. Giỏi quá. Nhiều khán giả thì thắc mắc hỏi là cái nhà mà trong cái phần 1 của video Tường Lam là quay ở đâu, thì đây là quay ở nhà của bác Tình nha. Bác Tình với mẹ nuôi đúng không? À, tại sao con lại gọi vợ bác Tình là mẹ nuôi mà con không gọi bác Tình là ba nuôi? Con đã có ba con rồi. À, con đã có ba con rồi mà con cũng có mẹ con rồi mà. Nhưng mà con thích mẹ thôi. À, vậy là do thích mẹ hoài quá đúng không? Còn ba Tình là chưa đạt cái độ dễ thương để trở thành ba nuôi đúng không? Nhưng mà bác Tình cũng là dễ thương. À, hiểu chưa? Bác Tình dễ thương chỗ nào? Nó nghe cho bác Tình ấm lòng ấm ruột. Bác Tình lần nào bác Tình cũng ấm con. Bác Tình có chở con đi chơi không? Có chứ, đi công viên rồi đi nhà thờ. À, bây giờ mình đi phát gạo cho bà con
mà hôm trước Tượng Lam nói với chú Phú là nên đi phát gạo để được cái gì vậy ta? Để cái phước mình để tăng lên á. Cái phước tăng lên à? Để cái phước á, cái công đức. À, cái công đức. Cái công đức chứ lại cái phước. Ừ. À, vậy bây giờ mình phát cho Bắc Tình luôn ha. Thấy nhà cửa Bắc Tình thấy cũng đơn sơ quá. Thôi phát cho Bắc Tình ha. Tại cái nhà này cái nhà bằng gỗ. À. Nhà này nhà bằng gỗ. Vậy là nhà này có phát được không? Nhà này đã có cơm với lại gạo rồi. À, nhà này có đầy cơm với đầy gạo rồi, không có phát cái nhà này. Vậy là phát cho ai? Vậy phát cho người nghèo thôi. À, chỉ phát cho người nghèo thôi. Tại người nghèo không có cơm với lại gạo. Rồi, chuẩn, chuẩn quá rồi. Đó, đây các bạn ha. Nước nha. Đây là hai cô gái nhà với cô gái Việt Nam đang đi cạnh nhau chuẩn bị trong hành trình phát gạo. Bây giờ con nhìn sơ sơ con biết bạn nào là chị, bạn nào là em không? Dạ con không nhớ. Không nhớ hả? Đâu con nhìn kỹ lại coi. Coi thử hai bạn này, bạn nào là chị, bạn nào là em? Đây là tâm em, đây là tâm chị. Phải không? Phải hả? Ủa sao con nhớ vậy? Con mới gặp lần hôm trước mà sao hôm nay con nhớ ai là tâm em, ai là tâm chị luôn hả? Con phân biệt bằng cách nào? Dạ con nói phân biệt đâu nhưng mà con nhớ nè. Tại trong đầu con nói là tâm em, tâm chị là bên đây. À, là trong đầu con tự biết luôn. Rồi bây giờ để cho Phú tráo lại coi. Ồ, quay đầu mà quay mặt lại coi. Rồi, qua nhìn lại ai là tâm em, ai là tâm chị. Nhìn lại coi. Đó, ai là tâm em, ai là tâm chị. Nhìn cho đúng coi. Sao đây mất kiến rồi? Ai cũng đây mất kiến mà. Giờ ai là tâm em, ai là tâm chị? Đây là tâm em, đây là tâm chị. Tâm em đúng không? Đúng. Trời ơi, giỡn làm này con nữa coi. Chú Phú là quen biết là cả 2 năm trời không phân biệt được luôn. Sao nó không biệt được rồi? Rồi, nhìn coi, ai tâm em, ai tâm chị? Đây là tâm em, đây là tâm chị. Đúng không? Đúng. Trời ơi, giỡn. Hay vậy ta. Đâu phân biệt cái khác nhau chỗ nào chị với? Con không muốn phân biệt, con không cần phân biệt đâu, con chỉ chọn thôi. Ôi trời ơi. Đâu, mẹ rong. Đây mẹ với như chỉ cho khán giả phân biệt, chỉ cho 3 phút phân biệt lại coi. À, ở nhà em thường thì em phân biệt cái giọng nói với lại gương mặt có một cái nét hơi khác thôi, còn khán giả ở ngoài nhìn không biết thì phân biệt sao ta? Cũng không biết nói sao nữa, cái miệng tâm em thì hơi lúc nào cũng chúm vậy đó. Như người khán giả ngoài lần đầu khó lắm, khó phân biệt lắm. Phú là nói chung là rất là gần gũi tâm mà. Bỏ tay á. À, không phân biệt được. Chị nặng lắm. Hai bạn này giống hệt nhau à. Tặng mặt áp ba. Thôi bây giờ tặng cho mỗi bạn một nụ hôn được không vậy Tường Lan? Tặng cho tâm chị đâu, tại tâm chị đâu, tặng trước tâm chị cái, do là tâm chị ra đời trước nên tặng trước một nụ hôn. Đâu tâm chị đâu? À, hôn á. Hôn tâm chị một cái đi. Không phải. Không phải tâm chị. Lâu lộn. Tráo lại nha. Tráo lại. Rồi đó hôn đi, chọn đúng người hôn nha. Đâu, hôn tâm chị á, tâm chị đâu? Này tâm chị đây nè. Phải tâm chị không? Phải. Phải hả? Phải. Phải không? Phải con là tâm chị hả? Rồi, giờ hôn trước đi. Giỏi ghê ta. Rồi, hôn tâm em cái. Rồi các bạn đi. Cho chị hôn em cái. Trời ơi. Em còn nhớ chị chơi với em không? Nhớ. Đó, hôm trước gặp ở nhà chú Phú đó, nhớ không? Ôm chị cái đi. À, chính xác là tâm. Thôi, giờ cho chị ôm trước đi. Chị thấy em cũng đẹp. Chị thấy em cũng đẹp. Nhưng mà em là dễ thương. Còn em này thì sao? Em là hai đứa gì đều cũng đẹp luôn. Tôi không biết kêu bằng chị hay em. Lớn hơn có 1 tuổi của các bạn mà này nhìn cái chững chạo quá ha. Nhưng mà con 5 tuổi. Con 5 tuổi, còn bạn này mấy tuổi? 4 tuổi. Đúng không? Đúng. Trời ơi.
tại coi trên YouTube á, con thấy. À là coi trên YouTube vừa là thấy hai bạn này đúng không? Đúng rồi, con nói là Phú Độc Lạ Bình Dương nó ra. À, chỉ cần bấm Phú Độc Lạ Bình Dương nó ra ha. Nhưng mà có cái clip con nữa. À có clip con nữa hả? Đúng rồi, vô con coi luôn. À. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát nữa. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên Thủ Thiên Nhãn. Vô Ngại Đại Bi. Vô Ngại Đại Bi. Tâm Bà La Ni. Tâm Đà La Ni. Tâm Đà. Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hát Ta Đát Ta Ra Ra Ra. Nam Mô Hát Ta Đát Ta Đa La Dạ Gia. Nam Mô Hát Ta Hát Ta Đát Ta Đa Ra Dạ Gia. Bà La Kiết Đế phải không? Không. Bà Lô Kiết Đế đó. Bà Lô Kiết Đế. Sao nữa? Bà Lô Kiết Đế Phú Bắc Đa Gia. À Bà Lô Kiết Đế Bắc Đa Gia. Chú Bắc Đa Gia. Chú Bắc Đa Gia. Chú Bắc. Chú Bắc. Lú. Lú à? Bắc. Lú Bắc Đa Gia. Bồ Đề Tắc Đỏ Bà Gia. Bồ Đề Tắc Đỏ Bà Gia. Ma Ha Tắc Đỏ Bà Gia. À. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ba lần. Rồi con đọc thử coi. Nam Mô Hòa. Nam Mô gì? Nam Mô Đại Bi. À Nam Mô Đại Bi. Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hòa Thượng Phật Bồ Tát. Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái gì? Hội Thượng. Hội Thượng Phật Bồ Tát. À, trời ơi, khó nhớ quá các bạn ơi. Nhưng mà con đọc được. Ừ. Hát cho song sinh thiên thần thưởng thức đi. Chú dược sư bằng tiếng Phạn luôn. Hát á. Bài gì đó. Theater bacon tea. Thường. Hồi bữa nghe Tường Lam hát hay lắm luôn. Đúng rồi. Cái đó là chú Tị Tạng thôi. Ừ, chú Tị Tạng. Dạ. Hát hả? Ừ. Dạ. Con cầm micro con hát coi cho được. Dạ con hát. Ừ, con cứ cầm cái con đó cho. Đọc chú dược sư. Ừ. Theater bacon tea, bacon tea, maha bacon tea, rasta salmon kate soha. Thế rồi. Con vậy à? Vậy à, ok. Nè, bây giờ chú Phú ẩm này nè, nó thấy mấy gạo không? Thấy rồi. Thấy không? Thấy rồi. Đây là 200 bao á. 200 bao. Bao nhiêu đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi phải không? Thôi bây giờ mình đi ha. À, xin chào các bạn, hôm nay Phú rất là vui khi mà có mặt ở một ngôi chùa cách công ty Phú khoảng 20 cây số và hôm nay là Phú có xin tiền vợ đi phát 200 bao gạo cho bà con nha. Và ở đây là rất là nhiều bà con đã có mặt ở đây rồi. Và các bạn có biết ba cô bé dễ thương này là ai không ạ? Đây, giới thiệu khán giả này. Đấy, con chào khán giả đi. Đây là Tường Lam nha các bạn. Còn đây là song sinh thiên thần. Thì Phú muốn hướng cho cô bé vào những cái hoạt động thiện nguyện như thế này. Nên là rủ cô bé đi chung. Rồi, mấy con qua đây. Dạ. Con chào sư ạ. Dạ. Đây là trụ trì ở chùa Ba Lớn. À dạ dạ. Cho con xin mời các bạn. Dạ. Kính thưa các bạn, ngôi chùa mà hôm nay các bé về thăm và phát gạo cho bà con là chùa Phật Ấn dạ. Bây giờ là bà con mình có mặt đầy đủ là khoảng bao nhiêu người ạ? 200 con. Dạ dạ 200. Thì bây giờ mình sẽ phát cách như thế nào cho nó gọn thầy ạ? Để thầy hướng dẫn ha. Dạ. Thì đó thì hôm nay cũng đủ duyên. Chú Phú là trong cái kênh YouTube là Độc Lạ Bình Dương thầy mới vừa nói đó.
Thì đây là bé Tường Lam. Tường Lam. Dạ. Và hai bé thường hay lên YouTube đó, quý vị cũng biết ha. Thì hôm nay cũng có mặt ở tại đây, cũng về đây để trao những phần quà cho bà con, gồm một tô gạo 5 ký nha. Thì ở đây cũng có mì và nước tương cho thêm nha. Dạ. Làm thôi. Thì bây giờ bà con chúng ta cũng chờ, nãy giờ cũng hơi lâu, thì quý vị cũng quan hỷ. Dạ. Quý vị quan hỷ thể tay đứng dậy ha, theo hàng lối và bắt đầu thầy phát quà cho rồi. Chú phát quà ha, cho con đứng dậy đi. Rồi. Rồi, rồi con phát cho cô đây, con tặng cô nha, đưa hai tay đồng hoàng nha. Rồi, rồi, rồi. Thì con đi cứ như vậy rồi sao được, cứ người nào cũng có mà. Đây. Cứ làm như vậy rồi, khó lắm nữa. Chậm cho bé. Cho bé lấy từ bé. Cho bé chụp hình cho bé chụp hình. Cho bé chụp hình nha. Rồi. Cái cũng có mà ai cũng có mà cứ. Rồi. Khó luôn. Làm đi trời cho bé. Một bình nữa hả? Bình này hai bình. Dạ. Đánh giùm cho mẹ. Dạ. Rồi cứ đưa đi. Rồi tâm tâm phát không? Tâm tâm phát không? Rồi đó. Rồi nói con tặng bác. Nói con tặng bác nha. Rồi, rồi con nói con tặng bác nha. Rồi. Đây con đây đây đây. Rồi con tặng bác nha. Giỏi rồi. Giỏi. Mấy bạn xem livestream mỗi bạn cho mấy bác một lời khen để khơi gợi lòng hướng thiện. Rồi. Rồi rồi, còn em làm kịp mà mấy bạn chị vô phát giùm luôn chị. Rồi đây đây đây. Rồi. Rồi con lấy phát đây, con lấy dây con rồi. Phát cho mấy bạn. Kính thưa các bạn, Phú cũng muốn cái lòng hướng thiện từ Tường Lam cũng như là từ Song Sinh Thương Thần là sẽ được lan truyền mọi người mà biết được những cái điểm nào mà rất là cần gạo thì các bạn có thể là bình luận dưới đây. Rồi những bạn nào mà có ý định mà đi phát gạo thì các bạn dù hiện nay là kinh tế như thế nào ha, ví dụ như giờ eo hẹp hoặc là có tiền gì đó thì các bạn cứ bình luận như là tôi sẽ phát 1.000 cái gạo, tôi sẽ phát 1.000 cái gạo. Rồi khi nào mà bạn thực sự đi phát á thì các bạn hãy alo về Độc Lạ Bình Dương nha các bạn. Thì Phú với Tường Lam sẽ tìm hiểu từ cái vị trí bạn phát gạo là chỗ nào và Phú và Tường Lam sẽ tới cổ vũ, động viên cũng như là lan truyền những cái lòng tốt của các bạn đi muôn nơi. Qua đây, qua đây. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời, giỏi không? Giỏi quá rồi. Trời ơi, bà ơi. Hai cái. Quá giỏi. Hai cái đây là có rồi, có rồi. Có luôn. Rồi các bạn thấy mấy bé giỏi không? Rồi lấy lấy. Rồi. Bên tay cái không? Dạ. Thấy kênh YouTube rồi, rồi. Giỏi quá giỏi. Trời. Rồi, tặng tặng. Phú nhắc lại nha, những cái hoạt động thiện nguyện như thế này là xuất phát từ tiền túi của Phú chứ không phải là kêu gọi gì nha các bạn. Nên là các bạn đừng có mà gọi là gửi tiền gì. Ở đây mình không có tiền nhận. Các bạn nếu mà phát gạo thì hãy mua gạo ở cái vị trí mà bạn muốn phát á và alo cho Phú, Phú sẽ tới. Sao thấy mấy bé xinh không? Xinh. À. Nay mới gặp chú đó chứ. À. Hồi đó giờ gặp ở trên mà phim không à. Dạ. Nay mới gặp thật luôn đó. Dạ, anh là có mấy con rồi? Bốn đứa. Bốn đứa lấy bao về đủ về ăn không? Đủ. Bao nhiêu cũng đủ. Anh làm công nhân hay là sao? Mình đào 6 năm có mặn gì đâu. À vậy hả? Tao vợ mình bằng bên bị xiết nè. Dạ. Rồi chúc gia đình vui khỏe nha, chúc dạ, anh dạ. Mau bình phục. Rồi, dạ, chúc okay. Chú vạn sự như ý. Dễ hả? Hồi đó vậy. Dạ. Nam nè, dạ. Nè. Dạ. Hay là làm con ghế hồi đó giờ nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi ok ha, chúc có chị vui. Dạ. Hôm đầu cũng hôn quá ha. Dạ. Con ghế chú đâu không? Đi nữa nè. Ôi trời ơi, đây nặng nè. Nặng nè. À, chưa có gạo, chưa có gạo. Nặng. À, chưa lấy có gạo thì lấy giờ mới nặng quá nè. Các bạn hãy để lại bình luận là tôi sẽ phát 1.000 ký gạo. Phát gạo để chia sẻ tình yêu thương các bạn. Có ai để lại bình luận tôi sẽ phát 1.000 ký gạo chưa? Đó là
ấy là Phú không có nói là các bạn phát liền nha, nhưng mà các bạn chỉ cần phát ra một cái tâm nguyện như vậy thôi là trong tương lai các bạn biết đâu là làm ăn rất là ok, rồi các bạn có tiền phát thì sao? Hãy để lại, tôi sẽ phát 1.000 cái gạo. Ví dụ bạn tên là Tâm đúng không? Thì bạn nè, Tâm sẽ phát 1.000 ký gạo. Bạn tên là Vinh đúng không? Là Vinh sẽ phát 1.000 ký gạo. Bao giờ Tâm với Vinh phát thì nhớ alo cho Phú nha, 0888 777 85. Là Phú sẽ tới và hỗ trợ các bạn phát cùng. Đây nè, cô chú muốn con thao kiếm ra nhìn cô chú một cái được không? Đó, đây là... con là Tâm chị hay Tâm em vậy? Rồi Tâm em ha, cái này Tâm em, các bạn thấy giống gái Nga không? Ở Cà Mau hay Sóc Trăng rồi chú? Dạ Bạc Liêu, Sóc Trăng. Dạ rồi con đeo kính vô đi. Trời ơi bà này phát cạo hăng say quá. Qua đây nè. Đây ơi. Đây chụp đi. Qua đây đứng với dàn sư phụ này, đứng ở đây. Ở đây đứng đây. Tôi đứng ở đây với chị. Dạ sư phụ ơi. Rồi. Dạ, nhìn máy sư phụ ơi. Dạ hai ba. Đây. Đây ghé thăm chùa bên đây, em tặng chùa chút quà ha. Hôm nay có những cái món chay bên độc giả lạ về dương sốt rồi em phân phối à. Chúc nhà chùa mình mãi bình an, mang nhiều phước lành đến cho Phật tử ha. Ôm thấy thầy ôm liền. Nè con quay mặt qua đây nè Tường Lan. Tường Lan. Con kính thưa các bạn. Phú và Tường Lan đang di chuyển vào chánh điện của chùa Phật Ấn. Phú ít khi đi chùa nên cũng có nhiều lạ lẫm. Bây giờ Tường Lan giới thiệu giúp cho Phú được không? Tên của những vị Phật được không? Dạ, để con. Chính giữa là Phật A Di Đà, còn bên đây là Phật Quan Âm, còn bên đây là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm với Phật A Di Đà thì Phú biết, Phật Đại Thế Chí thì là giờ Phú nghe Tường Lam nói lâu nay Phú thấy mà Phú không biết tên. Rồi bây giờ Tường Lam lại ha, Phú cũng lại luôn. Lại như vậy hả? Bao nhiêu cái lại vậy? Bốn lại. Hai nè. Mình có khấn gì không Lan? Bốn hả chú? Rán nè, không sao. Hả? Rán hả? Giờ mình có khấn gì tới bốn rồi. Bây giờ có khấn gì không? Phải đặt tên của hai vị đó nữa. Hả? Không, không sao. Phải đập tay nè. Còn ở dưới pho lưng á là Phật Thích Ca. Ồ, vậy hả? Phật Thích Ca con. Tại đâu có dấu này đâu. Rồi Phật Thích Ca. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng bốn lại hả Lan? Đúng rồi. Mời bây. Bốn rồi. Dạ. Phải cảm ơn Tường Lam nhiều ha. Tường Lam bữa nay chỉ cho chú Phú á, chú Phú không biết. Thôi, không cần cảm ơn đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là Út. Nam mô tất cả những gì của con có được. Nam mô con xin hồi hướng tất cả chúng sanh trong sáu cõi được phước lành. Được phước lành vô lượng. Cơm ăn áo mặc. Từng làm ta lấy dùm từng làm. Con bỏ dùm mỗi thùng một cái. Con đi đâu rồi? Mơ bổ sư hết cho đi. Mơ được bổ sư hết cho con đi. Ăn gà. Này nghe các bạn là không có chuối nên là bạn này là chỉ ăn cơm trắng thôi.
quá. Khổ quá. Khỏe. Kiểu này vừa cần đâu. Cái này là chai hay rồi mà. Chai ăn không? Ăn mama để. Con có thầy nhận định như thế nào về bạn Lam thầy? Thì theo như nhà Phật á nha. Thì thầy nói theo đúng y cứ ở trong theo của nhà Phật thôi. Dạ. Thì bé cũng là kiếp trước bé cũng đã từng tu đầu thai lại. Rồi còn quân tập trong tàng thức đó con. Thì con người chúng ta đó chúng ta hàng ngày chúng ta như là mắt tai mũi lưỡi thân ý á, tiếp xúc với trần cảnh á, sắc thanh hương vị xúc pháp. Nên thành ra là cái mình sanh ra cái thức của mình, cái mình nhận biết, cái mình quân tập hết, như hôm nay mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình đều quân tập hết trong tàng thức của mình hết. Nhưng có những chuyện như là đó giờ con đi học cái gì đi, từ lúc mà 10 tuổi đi, cho 10 tuổi đi, đến hôm nay là con là 30 mấy tuổi, con học cái gì, con đã làm cái gì, con trải qua những cái gì đó, thì bất chợt là như hiện tại bình thường con không nhớ, nhưng khi nhắc tới là con nhớ hết. Nó tiếp xúc, như mắt con tiếp xúc với trần, với sắc trần á, là con nhận biết cái này đẹp, cái kia xấu, này cái nọ, đúng không? Lời nói, con tiếp xúc những cái lời nói, cái âm thanh lỗ tai con nghe lời nói á, rồi con nghe, rồi con thương, con ghét, nó quân tập hết trong tàng thức của chúng ta hết á. Thì khi chúng ta mà có xả cái thân này đi rồi, thì chúng ta chỉ còn cái gì? Còn cái như là ai là gia thức và mạt na thức á. Mạt na thức là thức thứ 7, chúng ta có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có 2 căn nữa. Cái này trong di thức học nói rất là rõ, là có mạt na thức và ai là gia thức. Thức mạt na thức á, là thức thứ 7, ai là gia thức là thức thứ 8. Thì nó dẫn truyền vô hàng ngày chúng ta tiếp xúc này kia cái nọ đó. Cái thức thứ 7 nó dẫn vô trong cái bộ lúa, là cái kho, là ai là gia thức á, là tàn thức á, là nó dung chứa những hạt giống thiện, những hạt giống ác, nó quân tập hết trong đó đó. Thì chúng ta khi mà chúng ta xả thân này đi rồi, thì đó là cái bắt đầu cái nó biến hiện, nó dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Yeah. Nghiệp thiện, nghiệp ác, hằng ngày chúng ta làm bất cứ một cái gì nó không mất cái gì hết. Yeah. À, nó sẽ nằm ở đó. Thì đâu phải riêng bé Tường Lam này đâu, nhưng mà có những bé con thấy không, về hội họa, về âm nhạc, về toán học thì con cũng đã từng phỏng vấn những bé, tự nhiên nó 1-2-3 tuổi đó, nó nhớ lại rồi. Sao nó đọc được, tự nhiên nó đọc được, rồi chẳng những đọc được rồi có thể nó làm toán được, nhiều lắm, không phải riêng bé Tường Lam đâu, mà bé Tường Lam nó là nhớ lại là về kinh kệ, như là bài kinh là này kia nọ, là bé kiếp trước bé đã có tu, bé quân tộc trong tàng thức của bé đó. Yeah. Có nhiều người ta không nhớ, còn có đứa này đầu thai là nhớ. Yeah. Không phải riêng bé mà nhiều bé nữa. Yeah. Chứ không phải thì, một bé. Nhân có thầy ở đây thì Lam, con có thể đọc một bài kinh chú gì đó để thầy coi thì con có đọc đúng không, chứ còn chú Phú là không kiểm chứng được, con đọc thử một bài coi. Nam mô Bạch Đà Phật tới bờ sắc xã nổ lô hít lô ni bắt lật đà. Nam mô Bà Chà Phạt Đới Bởi Sắc Xã Lỗ Lô Hích Lô Ly Bắc Lật Tà Hát Ra Xà Giả Tha Điết Tà Gia A Ra Hát Đới Tam Hiệu Tam Bột Tà Gia Đát Tì Kha Án Bởi Sắc Hợi Bởi Sắc Hợi Bởi Sắc Xã Tam Bột Điết Tới Tá Hoa Tam Bột Điết Tới Tá Hoa Tam Bột Điết Tới Tá Hoa Nam mô Tư Tà Duyên Hội Thật Sư Lô Ly Ba Bộ Phật. Là đúng rồi con. Ha, là tiếng Việt chú dược sư như vậy là đúng rồi. Đúng rồi con, đúng. Thôi Quang Hà. Chú thôi chú là nghiêm ha, cô đọc to lên cho thầy nghe nha. Rồi. Án A La Lợi thì xá đời, bởi ra bạc xà đa là rị, bàn đà đợi, bạc xà ra bàn ni phấn, hổ hầm đô lô ung phấn ta bà ha. Đúng rồi, cái đó cái cuối cùng rồi con, cái chú của Lăng Nghiêm cái cuối cùng. Thì con biết không, tại vì thầy cũng có coi trong cái YouTube của bé đó, thì cổ Phú làm, thì thầy thấy đó là cái duyên, cái căn của bé đó. Yeah. Kiếp trước bé có tu. Còn có nhiều nói là vị Bồ Tát tái sanh này này cái nọ, thì đừng nhiều lúc đó, bé còn nhỏ, thì để cho cái tuổi thơ của bé nó sống bình thường đi tụi con. Yeah. Tại vì cái đó là không, cái đó cái bình thường thôi, chứ không có gì hết, là do cái kiếp trước, tiền căn kiếp trước bắt nhớ lại thôi, chứ không phải là Bồ Tát. Nếu Bồ Tát thị hiện á, tụi con nên nhớ, Bồ Tát thị hiện xuống á, là khi mà ai mà đã biết Bồ Tát rồi thì nó đã mất tiêu rồi. Yeah. Chứ không phải thị hiện ở đời, tụi con nên nhớ, trong kinh nói rất là rõ. Yeah. Chứ không phải là
Bồ Tát mà nói dỗ ngực xuyên tên ta là Bồ Tát thì hiện xuống, cái đó không phải. Yeah. Khi mà người ta đã thị hiện xuống, đã biết là Bồ Tát thị hiện là người ta đã mất tiêu rồi. Còn bé là chẳng qua kiếp trước bé đã có tu. Yeah. Thì ở bên Tây Tây Tạng tụi con cũng biết mấy vị mà Đạt Lai Lạt Ma đó, khi mà ta chứng ngộ đó, ta muốn tái sanh để dòng đời kiếp sau đó, bắt đầu lấy ta nói là ta sẽ chết, người ta sẽ xả thân này đi rồi ta sẽ đầu thai lại ở cái làng đó. Yeah. Ngày đó giờ đó đó. Rồi cái bắt đầu cái tới ngày đó giờ đó, đợi bé đó 8-9 tuổi đó, bắt đầu cái người ta tới cái làng đó người ta tìm. Yeah. Thì lấy những cái vật dụng mà ngày trước của vị Đạt Lai Lạt Ma đó đó, yeah, từng sử dụng đó, đem lại đó, đứa bé nào nó nhận dạng cái đó là của nó, là đứa đó là tái sinh của hòa thượng đó. Yeah. Thấy chưa? Của vị đó. Thì bé này nó cũng không khác. Yeah. Một ngày nào đó nếu mà tụi con cứ để xen vào cuộc sống của bé nhiều quá thì nó không hay. Mình cứ ca tụng bé nhiều quá đó, rồi cái vô tình đó là cái bản ngã cái bé lớn lên, rồi cái nó mất đi cái, nhất là tuyệt đối á, là thầy thấy ở trong căn cái trong kênh của tụi con nói là coi này, người này sống được bao nhiêu tuổi, người đó tuyệt đối không được như vậy. Yeah. Con người chúng ta cái thọ mạng hay bất cứ chúng ta được điều thay đổi hết. Yeah. Không ai biết trước điều gì xảy ra hết. Chừng nào những, nếu mà ta nói là thiên cơ bất khả lộ, nếu mà lộ ra là nó sai. Yeah. Nên không có được. Những nào mà nói như vậy, chúng ta còn rơi vào cái bản ngã, còn cái tôi, mà cái danh cái lợi. Thì bé chưa có biết, bé có rành. Nên vì vậy mình người lớn tụi con cứ không biết, cứ nghĩ cái đó là nó hay, cứ để cho người ta tung hô quá, tội cho bé. Yeah. Mất đi tuổi thơ rồi, cái nó làm cho nó tháo tráo, không còn tự nhiên nữa. Yeah. Để cho cái tự nhiên của bé đó con. Nhân đây cũng nhờ thầy là chia sẻ quan điểm luôn một xíu, tức là thầy nói bé không phải là giống như là một vị Bồ Tát tái sinh. Thì thầy có thể là nói rõ thêm để cho giải thích thêm về hiện tượng của bé, để cho nhiều khán giả người ta họ khỏi phải cứ nhiều ngày qua là nhiều khán giả không hiểu câu chuyện, nghĩ bé là một đấng gì đó dữ dội lắm, là cứ nhờ bé chữa bệnh các kiểu, nghĩa là đi lệch với cái mong muốn của con. Cái mong muốn của con là giúp mọi người là hướng thiện thôi, chứ không có phải là điều chỉnh một cái luồng dư luận vào cái chuyện giống như cái mang màu sắc mê tín. Thì thầy có thể nói thêm một cái ý đó không? Đã thì để hôm nãy thầy đã nói rồi. Bồ Tát tái sinh xuống á là tụi con không bao giờ biết Bồ Tát. Yeah. Nếu biết Bồ Tát thì hiện là Bồ Tát không còn nữa. Yeah. Tụi con hiểu không? Cái này là bé cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác thôi. Thì cái kiếp quá khứ bé đã là một người tu. Yeah. Hoặc là một cái gì đó đã có gần gũi về Phật Pháp đó. Yeah. Thì trong Phật Pháp thì đã nãy thầy nói là sáu căn tiếp xúc sáu trần, nó quân tập vô trong tàng thức của mình á. Yeah. Lại gia thức đó. Thì nó bắt đầu khi mà chúng ta xả thân này rồi thì cái đó nó tái sanh lại nó còn lưu lại trong tàng thức của chúng ta, không phải riêng bé này đâu. Yeah. Mà còn có những đứa bé tự nhiên 1-2 tuổi biết đọc, biết viết, rồi biết nói tiếng Anh. Yeah. Rồi có những bé tự nhiên biết đánh trống rồi này kia cái nọ. Tụi con thấy những đứa bé thằng Đồng đó. Yeah. Không phải riêng bé Tường Lam. Bé Tường Lam đây thì nói về cũng là nhớ, nhưng mà do kiếp trước bé đã từng tu, từng gieo duyên tu, có hiểu không? Bé đã trong quân tập, trong tàng thức của bé là tu. Yeah. Còn mấy người đứa kia là nói về hát, rồi nó về làm toán, nó về tiếng Anh, nó quân tập về cái đó, tự nhiên nó còn nhớ lại cái quá khứ của nó, có hiểu không? Bé đây cũng vậy. Yeah. Đó nên thành nó có chuyện hiện tượng đó là bình thường. Yeah. Bản thân chúng ta nó cũng vậy hết. Yeah. Nhưng mà chúng ta khi nào qua cái đầu thai lại á, thì khi mà đầu thai lại chúng có người nhớ, có người quên. Yeah. Mà đa phần là quên nhiều. Yeah. Nhớ ít. Có những đứa nó khi mà đầu thai lên rồi cái tự nhiên đầu về nhà nó nhớ cái nhà nó ngày trước, riêng không phải riêng bé này đâu mà có nhiều nữa đó. Có nhiều khán giả nói là người ta không đồng ý cái chuyện mà gọi là chủng tử từ kiếp trước, mà người ta nói là bé Tường Lam hiện nay là tuổi chính xác là 5 tuổi rồi thì vẫn có thể là thuộc được, học được 10 bài kinh chú như vậy, có thể thuộc được. Thì theo đánh giá của thầy, với cái mức độ khó của những bài kinh chú như vậy thì một đứa bé 5 tuổi thì có thể học thuộc lòng không? Bản thân thầy thì trong 5 tháng tu tập thì thầy phải tốn nhiều thời gian để học những cái kinh kệ như vậy không? Nói chung ra cần phải cái gì phải có học. Như ta về bé này nếu mà học cũng vẫn được. Như là 3 tuổi, nếu mà người nào mà con cái chừng 3 tuổi khi mà biết nói, chúng ta dạy nó riết rồi nó cũng sẽ nhớ. Nó cũng nhớ. Như 2-3 tuổi là bắt đầu cho con nó cho cái tập một cái bài hát nào đi. Không nói chú mà tập cái bài nào cũng được. Khi cho tập riết là nó thành thói quen, nó thuộc thôi. Bé như mấy bé này rất là mau thuộc. Mấy bé là tờ giấy trắng, nó in cái gì nó ra cái nấy. Và nó rất là mau thuộc, nó không có bị tạp nhiễm như mình. Như chúng ta có thể là học một bài đó học rất là lâu, còn riêng mấy bé học rất là mau. Yeah. Tại sao nó đi nó tại vì nó trống, trong đầu nó trống nên học rất là mau, nhất là những đứa trẻ mới lớn lên dạy cái gì nó như bé vô trong trường mẫu giáo, nó mới 3-4 tuổi mình dạy con cò bé bé vậy đó. Yeah. Thì trong vòng về là nó thuộc liền. Yeah.
lặp đi lặp lại nhiều lần là nó sẽ thuộc liền. Nhưng còn những cái ứng xử linh hoạt của bé, giống như những cái câu phát ngôn bất ngờ, giống như là ăn thịt này vô xì gặp oán hận của những con vật thế này thế kia, thì thầy có bất ngờ trước những cái câu trả lời mà nó mang tính chất bất chợt của bé như vậy không? Thì đã thầy nói rồi, cái kiếp trước bé đã có tu. Con hiểu chưa? Yeah. Bé đã có tu thì giờ dòng lại kiếp này ít nhiều bé đã còn nhớ lại cái quá khứ. Yeah. Con hiểu không? Thì đã thầy nói là tất cả có những bé như trường hợp của bé là ngoại lệ, cái số là điếm trên đầu ngón tay. Yeah. Con hiểu không? Cũng là đồng thời cũng tái sanh, đầu thai tái sanh giống nhau, nhưng mà người như bé cũng vẫn có, không phải riêng bé mà cũng có rất là nhiều đứa. Không phải, nhưng mà điếm trên đầu ngón tay rất là ít. Yeah. Con hiểu không? Bé đã nhớ lại từng kiếp của bé, nhớ lại nhưng mà nếu mà tụi con không khéo rồi cứ để cứ ca tụng đưa bé lên hoài, cái vô tình nuôi cái bản ngã bé, tự nhiên một ngày nào đó bé sẽ mất đi cái này. Tự nhiên con người chúng ta không còn thanh tịnh, không còn một tờ giấy trắng nữa, chúng cho trong đầu của chúng ta còn vì cái danh, vì cái lợi, vì một cái gì đó là tự nhiên nó sẽ mất đi cái đó, không còn nữa. Tại sao đối với người tu chúng ta phải sống tĩnh lặng, và ở trong nào nó tĩnh lặng, không còn một cái gì bắt đầu ta mới nhìn thấy lại được cái này cái kia. Còn tụi con là do cái tối ngày cơm áo gạo tiền lo đủ thứ nên nhiều lúc đâu có nhớ, đâu có biết cái gì. Dạ, còn bé phải lo gạo mới phát được gạo chứ. Đó, đúng là nên là lo đủ thứ, lo toan đủ thứ. Nên vì vậy tụi con học một cái bài gì ha, đọc một bài ca ha, học cái gì rất là lâu, rất là khó. Dạ. Tại trong đầu mình nó như một cái nước nó quá đầy rồi, nó tràn rồi, chúng không có thể nào vô được nữa, nên nó rất là khó. Yeah. Còn riêng những đứa này nó rất là mau. Yeah. Nó tờ giấy trắng, nhưng mà ít thì đã thầy nói rồi, bé này là kiếp trước mà bé đã có tu. Yeah. Tiền thân của bé đã có tu nha con. Yeah. Đã có tu, bé có tu là nhiều kiếp chứ không phải chưa chắc gì kiếp trước đâu, mà đã có tu nhiều kiếp rồi. Yeah. Thì rồi bắt đầu đầu thai lại cái nó được như vậy. Yeah. Nó nhớ lại, có hiểu không? Thì trong bé này không phải là mình nói là riêng bé mà cũng có mấy vài vị nữa, nhưng mà đếm trên đầu ngón tay rất là ít. Là rất là ít, nhưng cái ứng xử của bé nó linh hoạt, đời nó khôn lanh. Thường thường ta hay nói là khôn 3 tuổi cũng khôn, mà dại già đầu cũng dại. Những đứa nào nó khôn là nó khôn đã nhỏ, là nó đã biết suy nghĩ, nó đã gieo cái chủng tử tốt, con hiểu không? Nó gieo chủng tử tốt kiếp trước rồi, qua những cái kiếp trước rồi, thì kiếp này nó đầu thai lên, nó là như vậy. Tại sao cũng đồng thời một đứa bé, mấy đứa bé mà chục đứa bé, tự nhiên có một đứa bé nó nổi trội hơn, nó thông minh hơn, nó giỏi hơn, nó suy nghĩ, biết suy nghĩ này kia nọ, là những cái đứa đó kiếp trước nó đã từng gieo những cái việc duyên tốt. Yeah. Có hiểu không? Thì nãy thầy nói là nó quân tập hết trong đầu của chúng ta, khi mà mất đi rồi thì chúng ta đầu thai lại đi theo cái dòng nghiệp đó. Yeah. Cái nghiệp của bé, duyên của bé là kiếp trước đã có tu, thầy nói. Yeah. Là bé đã có tu kiếp trước đó. Yeah. Nhiều kiếp đó là chuyển vòng. Yeah. Nó có những đứa thì nó cũng giỏi về môn toán, viết chữ này kia, con cũng thầy. Yeah. Thấy cũng con cũng hay. Dạ. Yeah, đúng rồi, tức là con đã từng gặp những em bé mà có một tuổi mấy, hai tuổi mấy thôi mà có thể không đọc chữ, không cần đánh vần luôn. Ừ. Hát karaoke luôn. Ừ, đó. Vậy đó. Đó. Nên là ba mẹ nó không có dạy. Yeah. Mà nó là nhớ trong cái tiền kiếp của nó đã như vậy, thì bé này nó cũng vậy. Yeah. Nhưng mà cái bé này là kiếp trước nó đã tu, nó. Yeah. Là một người tu. Dạ. Con hiểu chưa? Nên nó nhớ về cái kinh kệ là chuyện là bình thường. Dạ. Còn nói là Bồ Tát thị hiện là sai. Nên đừng vậy, đừng đưa em lên quá tội, để. Dạ. cuộc sống của nó lại tuổi thơ của nó, để cho đi thơ tuổi thơ nó đi. Dạ. Tụi con đừng làm xáo trộn cuộc đời nó, rồi cứ đưa rồi làm nó cứ nghĩ là nó một ngôi sao hay gì, nó đưa cái bản ngã đưa từ từ lên cái. Dạ. Nó mất đi. Dạ. Mất đi cái tâm chân linh của nó, rồi nó mất nhiều cái đó. Dạ. Thương nó, tội cho nó. Rồi nó cứ nghĩ là nó được người ta tôn sùng, nó được này kia cái nọ, nếu mà cái đó là nó sai. Yeah. Tội nó. Để cho em nó lên đi, nó đi tuổi thơ nó bình thường đi. Yeah. Nó chỉ là những bao nhiêu đứa trẻ khác vậy thôi. Yeah. Mình mừng cho nó là như vậy. Yeah. Sau này tụi con cứ hướng đến cho cái điều tốt lành cho nó. Yeah. Nó là nó như vậy thôi. Chứ một ngày nó lớn mình cứ không biết, cứ để mọi người cứ tôn đưa lên. Yeah. Riết cái sau này tội cho em. Yeah. Tội nó. Thầy chia sẻ như vậy con rất là cảm ơn, bởi nhưng mà cái điều mà rõ ràng á, thì hiện nay khoa học người ta vẫn chưa có khẳng định được cái chuyện mà gọi là chuyển kiếp luân hồi tái sinh là có hay không. Đó. Trong nhà Phật thì chia sẻ là điều đó có, nhưng mà hiện nay cái nhà khoa học thì người ta vẫn chưa làm rõ được, là thực chứng được cái chuyện đó. Nhưng mà cái điều rõ ràng ở Tường Lam đó là một cái trí nhớ tuyệt vời. Có thể là Tường Lam nghe đọc kinh kệ ở đâu đó Tường Lam nhớ, Tường Lam đọc lại thì sao đó. Nhưng mà cái chuyện đó cũng rất là khó, bởi vì mẹ của bé là chia sẻ là không thấy bé học ở đâu hết đó. Nên giờ mẹ bé cũng khổ lắm, tức là nhiều ngày qua thì một số khán giả thì cứ cho rằng mẹ bé là kiểu như dạy cho bé đó, đó. Nên là mẹ bé mấy ngày nay rất là buồn đó.
và gần như là cũng không muốn xuất hiện nữa. Không biết cái khoa học á, yeah. khoa học nó luôn luôn lúc nào cái gì mắt thấy tai nghe rờ đụng nó mới tin. Yeah. Chứ còn nói không không là không có tin. Giờ thì thí dụ như nè, dây điện đó đang có dây điện á, tụi con có nhìn thấy có điện đúng không? Dạ. Yeah. Nó không có đúng không? Không phải con nhìn không thấy nó không có là phải là nó không có. Dạ. Yeah. Khi mà nó đủ duyên bóng đèn ráp vô là nó sáng, bật yeah. lên nó sáng. Radio đút vô là nó sẽ hát, đúng không? Đầu máy đút vô nó sẽ hát, TV đút vô nó sẽ hát. Nhìn mình thấy đâu có gì, con đụng vô là nó giật. Mà cái kia đút vô là nó sẽ sáng, nó sẽ phát. Ừ. Nhưng đâu phải con nhìn số, nhiều lúc con nhìn đâu thấy điện đó đâu, đâu yeah. thấy đâu, đúng không? Yeah. Nhưng mà không phải con không thấy mà nó không có. Yeah. Nó có, nó đủ duyên, nó kết hợp đủ duyên nó sẽ bật sáng ra. Yeah. Cái gì tất cả con người chúng ta nó đều làm nhân làm duyên với nhau. Cuộc sống này nó là nhân là duyên. Yeah. Nó gá và nó hợp lại. Như cả con người chúng ta nè, ủa cái tay này phải của mình không? Nó không phải, mắt phải của mình không? Không phải, mũi phải của mình không? Không phải, chân phải của mình không? Nó gộp lại, duyên gộp lại, nó sẽ thành con người chúng ta. Yeah. Có hiểu không? 12 cái nhân duyên đó. Nên vì vậy, trong kinh nhập Phật của chúng ta nó rất hay. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nên nhớ nha. Yeah. Nên không phải là cái gì không bao giờ cái gì nó tồn tại độc lập riêng lẻ một mình nó. Như cái ấm này nó có từ đâu? Con để nhìn đi, nó đâu phải cái ấm này con. Nếu con nhìn trong cái lăng kính của nhà Phật, nó qua biết bao nhiêu là duyên. Yeah. Nó biết bao nhiêu là cái duyên nó mới thành. Nè mới vô nó làm bằng nhựa đúng không? Cây nhựa nó bắt xuất xứ từ đâu? Mình nhìn đi, nó từ một cây cao su đó có từ đâu? Có người ta trồng, trồng lên bằng lớn lên chúng ta phải cạo đi lấy mũ qua bao nhiêu người tái xuất này kia cái nọ, qua bao nhiêu cái ấy bắt đầu đất nước gió lửa này nó đủ thứ trong đây nó mới thành phần được cái ấm. Yeah. Chứ đâu tự nhiên nó có cái ấm này đâu, đúng không? Yeah. Nên thấy giờ tất cả đều là duyên nó hợp hết, nó duyên nó hợp, nó gá vào nhau, nó nương gá vào nhau, nó thành hình. Khi mà nó hết duyên là nó tan rã, như cái bình này nó là duyên là cái bình, chứ còn để rớt cái bóp một cái là nó hết duyên nó tan rã. Bản thân con người chúng ta nó cũng vậy. Nó còn đủ duyên là hiện tại là chúng ta là tứ đại hiệp thành nè, để tinh cha quyết mẹ nè hợp lại chúng ta, trong là tứ đại hiệp thành đất nước gió lửa đúng không, để cha mẹ của mình hợp lại cho mình. Khi mà một đại chúng ta mất đi rồi thì cơ địa chúng ta cũng sẽ mất đi. Một đại thôi, như lửa hơi ấm chúng ta không còn là tự nhiên chúng ta cũng sẽ mất. Nó là nó như vậy, tất cả là duyên giá hợp lại thành. Tất cả chúng ta như là anh em, tất cả chúng ta ở đây là không bao giờ chúng ta tồn tại độc lập riêng một mình được. Mà phải đưa gá vào nhau hết. Người thì làm nông, người thì may áo, người làm cái này kia cái nọ, để cho thành hình, để một cái xã hội đưa gá vào nhau hết. Câu hỏi cuối như thầy, bây giờ ví dụ như là có một cái đánh giá dừng sơ về cái Tường Lam, thì thầy thấy cái thần thái, cái đi đứng, cái dáng vẻ ngoài của Tường Lam thì thầy thấy như thế nào nhỉ? Đã thầy nói rồi, bé là có cái cốt tu. Yeah. Kiếp trước bé đã có tu, nên vậy từ cái khuôn mặt, từ cái da, từ cái cách ăn nói của bé, nó thể hiện qua một cái cốt cách của một cái người đã có cái đạo, cái là cái đạo lực, trí đạo là người đó. Thì thứ nhất là bé nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, khuôn mặt bé rất là đẹp, bé nói chuyện từ tốn. Nói chung ra cái không có chê vào đâu, là kiếp trước bé đã từng tu, có nghĩa bé đã gieo cái duyên tốt đó, là bé đã từng tu. Thì tại sao có những đứa bé bằng tuổi này nó không biết cái gì hết, nó chỉ biết đòi ăn, cái suy nghĩ của nó là chỉ biết là cái này kia nọ, đòi hỏi này kia nọ, nó không có nghĩ tường tận như bé này. Nên vì vậy thầy hồi nãy thầy mới nói là khôn 3 tuổi cũng khôn, là nó đã biết suy nghĩ từ lúc nhỏ. Có nhiều lúc nó những cái lời nói có thể ba mẹ nó là giật mình nữa, tại sao lời nói nó khôn quá, có thể lời nói nó có dạy cha mẹ nó nữa chừng. Nó là nó như vậy. Nên trong kinh Pháp Hoa nói á, người 90 tuổi mà phải lại cái người 25 tuổi kêu là cha. Nó là nó như vậy đó. Tại vì kiếp quá nhiều, cái quá khứ kiếp của người ta đã có tu. Con hiểu chưa? Nên thành ra nó là nó như vậy. Có thể nó khôn hơn những đứa kia rất là nhiều. Nó là kiếp trước đã từng buôn tập những cái điều tốt. Con hiểu nó là như vậy đó con. Thì bé ở đây nó cũng vậy. Từ cái đức tính nè, từ cái lời nói, từ cái hành động, từ cái chữ đi, từ cái dáng ăn đến nó ra vẽ một cái người kiểu là chân thiện mỹ đó. Nó có một cái gì đó, cái cốt cách của người tu, cái người mà biết biết cách sống đó. Ở ngoài đời gọi là biết cách sống đó, như vậy. Kính thưa các bạn, như vậy thì qua cách nhìn của thầy Tường Lam là một người mà kiếp trước là có tu tập. Còn Phú thì với những cái góc nhìn của Phú thì đến giờ phút này Phú vẫn nghĩ là rõ ràng Tường Lam là một em bé có trái tim thánh thiện, có một cái trí nhớ tuyệt vời.
Còn các bạn thì các bạn quan điểm của bạn như thế nào? Phú hy vọng các bạn đừng có thần thánh quá thường làm lên giống như cái ý muốn của thầy ha. Muốn các bạn hãy để cho em bình yên và phát triển một cách tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Cảm ơn thầy đã hỗ trợ tụi em trong cái buổi phát gạo hôm nay. Không phải, không phải.